Rồi chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn tập bụng cơ bụng nha. Làm sao đó tập cái bụng 6 múi và tập trung ưu tiên vào cái phần bụng dưới. Rồi đến với bài tập đầu tiên thì chúng ta sẽ tập bụng dưới, chúng ta sẽ xem cách tập như thế nào để tập chính xác vào cái phần cơ bụng dưới cho tập cho phần này nó gọn nè và không tập vào lưng nha. Rồi đầu tiên là tay của các bạn đặt dưới mông, mở bàn tay ra, đặt hờ thôi, đặt kẹp cái mông lại thôi chứ đừng có đặt cái phần dưới mông gì nó cấn mông khó chịu lắm. Rồi các bạn duỗi chân ra nha. Ở vị trí này á thì các bạn sẽ nâng từ từ lên. Cái cách đơn giản ở đây mình tập cái cấp độ 1 cho người mới tập nha, thì các bạn có thể tập gì. Rồi đó, cái này các bạn vẫn vô bụng dưới. Các bạn cố gắng cảm nhận là khi mà các bạn hạ cái chân xuống như nè, các bạn cố gắng các bạn gồng cái phần cơ bụng ở đây nè, các bạn hơi giữ lại, gồng căng nó, cảm giác mình gồng như đây nè, mình giữ thì cái lực cơ bụng dưới nó sẽ tải bắp chân nha. Rồi nó sẽ tập vào cơ bụng dưới của bạn. Rồi khi nào mà các bạn quen hơn á, các bạn sẽ tập nó hơi khác một chút là các bạn sẽ duỗi cái chân ra ra một chút, các bạn đặt xuống vậy nó khó hơn một chút nè. Đó thì cái tay của bạn còn này để giữ cái mông của bạn nó khỏi bị lắc lư á. Rồi xuống đó, khó hơn. Này cấp độ 2 nha. Đó, khó hơn. Rồi bây giờ chúng ta tập cái cấp độ 3, khó hơn một xíu nữa nha. Rồi khó hơn chút nữa nè, là các bạn nâng cái phần thân trên của bạn lên. Thì khi các bạn nâng cái phần thân trên, cái cơ bụng của các bạn nó sẽ phải luôn luôn là trong cái trạng thái mà nó gồng cái cơ bụng rất là nhiều và nó sẽ tác động vào phần cơ bụng dưới của các bạn rất là lớn nha. Rồi các bạn đã cầm ở đây, các bạn nâng lên, hít nè, thở nè, đó. Đó, ở ngay cái điểm này các bạn sẽ thấy cái cơ bụng của bạn nó gồng từ từ để nó giữ. Rồi các bạn cố gắng các bạn gồng, các bạn cuốn lên đó. Rồi lưu ý là cái động tác này chúng ta tập là các bạn không quăng cái chân cái rầm xuống đất nha, mấy bạn tập sai, có nhiều người tập sai, tập vậy nè, à tập vậy là sai nha. Rồi tập vậy cũng sai nè. Đó, khi các bạn thả xuống hết gì, các bạn có thấy cái lưng của mình nó bị võng lên không nè, khi mà thả xuống hết nè, đó cái lưng nó võng lên gì, nó sẽ tác động vào nhóm cơ lưng của bạn và cơ bụng của bạn nó không gồng. Các bạn không cần phải xuống hết gì để là võng cái lưng, mà các bạn xuống vừa phải thôi, tới đây thôi, tới đây thôi là được rồi, tới đây là cái cơ bụng của bạn đủ gồng rồi, xuống nữa nó vô lưng nha. Rồi các bạn nâng lên, thở ra, hít nè, lên, kéo từ từ, thở ra, nút xuống á, cảm nhận hai bên này nó căng ngay chỗ này nè, đó. Rồi mình gồng từ từ, mình kéo nó lên. Lưu ý là cái chân của các bạn phải duỗi ra chút nha, tập vậy là sai nè, tại vì khi cái chân của bạn nó không duỗi ra, cái lực nó sẽ không có nặng vào cái phần cơ bụng dưới mà cái lực nó vô bắp đùi và mông của bạn không, mà mông của bạn nâng gì thì nó khỏe lắm, nó không mệt đâu, mà phải duỗi ra nó mới vô bụng đó, duỗi hết ra gì. Rồi cố gắng là thả lỏng cái bắp chân nha, nhiều bạn tập á mà gồng căng cái bắp chân lên như nè cũng sai nè, gồng cái chân lên như nè, đó gồng cái chân lên như nè, cái này là vô chân nha các bạn. Rồi thả lỏng bắp chân, tập đi vô cho nó vô bụng, nâng lên. Chồm người lên xíu nè. Rồi tiếp tục là một cái cách mà nó khó hơn nữa nha, tập và nâng cái cơ chân của các bạn lên luôn nha. Rồi thì cái động tác này dành cho mấy người tập quen thôi, nâng tới đây, đẩy thẳng lên. Rồi nâng tới đây, các bạn đẩy thẳng lên. Rồi, đó là các bài tập và cách tập liên quan tới các bài mà đá chân lên tập ưu tiên ở phần bụng dưới. Rồi, mỗi ngày một bài tập thôi nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.